và hai xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khô Michael và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GT 5 hả? Vâng, và ngày hôm nay là ngày thứ 3 mình ra video bắt cua. Ở đâu? Ngày thứ 2 chứ. Lộn. Và ngày hôm nay mình sẽ bắt cua Transform trong một cái map có tên là Gara Bakut Mubo Mamusiri Mode. Ok. Và con xe mình điều khiển trong ngày hôm nay chính xác là con Lamborghini Huracan, cộng với lại em nhân vật nữ của mình ha. À, ok. Vâng, và không nói nhiều nữa thì bây giờ chúng ta sẽ vô bắt cua nè. Ok, let's go. Nào, vô thôi. Và oh yeah, đây chính xác là cái map của chúng ta. Wow, có vẻ map này là map trên không. Dạo này có vẻ mình khá là thích chơi những cái thể loại map trên không. Và đây chính xác là map của chúng ta các bạn. Đó, một map khó theo mình nghĩa là như vậy. Ok, đi nào. Và việc đầu tiên của chúng ta là chờ cho cái này nó mở cửa cho mình đi, cho cái vận động ấy các bạn. Ôi nó, ôi nó, ôi nó. Ôi fuck. Cái gì vậy trời? Một pha phải gọi là drift khá là ngu người của mình. Thực chất là mình không phải là mình cố tình đâu, mình thực sự là mình cố tình thật. Tại vì đằng nào chả phải chờ cái kia nó, cái chứng ngại vận động ấy các bạn, đấy nó đóng cửa và nó mở cửa cho mình đi. Đó nên mình ngu người một tí không sao cả ha. Ok, tiếp theo là chứng ngại vật đi bằng hai lốp xe. Một trong những cái chứng ngại vật mà rất là huyền thoại trong cái game này rồi. Không cần phải nói nhiều nữa luôn đấy các bạn. Rất là huyền thoại luôn rồi ha. Ok, mình đã đi lên đây được và hiện tại mình sắp sửa đáp lên cái tấm màu xanh xanh này. Một cái tấm mà phải nói là rất là đẹp đẽ luôn. Tấm mũi tên, có thể là update mới nó ra cái tấm đấy. Nhưng thực chất thì các bạn đã thấy nó ở cái video bữa trước rồi ha. Mình thì không kịp nói cho các bạn là tấm đấy nó mới update. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi thì thôi, mình cũng không nói làm gì nữa ha. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ... Ôi, what the fuck, té luôn rồi. Mình chưa kịp nói, thật luôn, buồn. Ok, đi lại ha. Thực sự là pha vừa nãy rất là bất chợt và... Oh my god. Và vô tình là mình té thêm lần thứ hai rồi các bạn ạ. Đây là vô tình chứ không phải là cố ý. Okay, vô tình té ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ với những cái pha ôm cua này. Ôm cua vượt chướng ngại vật này. Okay, rất là từ từ rồi. Kéo lại vô tình té thêm phát nữa. Ok, ngon lành rồi đấy. Yeah, let's go. Ok, khá là ngon chim. Và mình đã qua được chướng ngại vật này. Ôi, cái gì vậy? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ transform thành người tàn hình. À, hết tàn hình rồi. Và transform thành xe Bati 801, một con mô tô. Và đi với lại what the fuck luôn. Chướng ngại vật quái gì thế này? Chướng ngại vật gì vậy? Còn mỏng thế nhở? Ok, chướng ngại vật này là chướng ngại vật đi bằng một lốp xe siêu mỏng. À, oh my fuck, khó đấy, được đấy. Vâng, được đấy, chướng ngại vật này được đấy các bạn ạ. Một chướng ngại vật rất là khó khăn đối với mình đây, theo mình nghĩ là như vậy. Oh my fuck, chướng ngại vật rất là nhỏ. Ui giời ơi, không đi được nổi luôn các bạn ạ. Mình vừa mới đi có tí thôi là coi như là nó vèo qua kia luôn. Ui giời ơi, cắn rất là khó luôn các bạn ơi. Ok, lần này chúng ta phải đi từ từ. Wow. Ôi, cảm giác sắp rơi rồi các bạn ạ. Oh yeah, qua được rồi. Tiếp theo là một pha siêu mỏng thứ hai. Cảm giác mẹ thật luôn. Mẹ không đi vãi. Để sắp mặt lắm các bạn ạ. Pha này chúng ta phải đi rất là từ từ. Vâng, qua được rồi. Tuyệt vời, con bịp luôn các bạn ạ. Một pha phải gọi là rất là thần thánh luôn đấy. Ok, ôi cái gì vậy? Tiếp theo là chúng ta sẽ có pha bắc cua đi bộ à. Bắc cua đi bộ thôi. Trả lên này nào. Vâng, pha bắc đưa cua đi bộ này thì chúng ta nên đi từ từ cho nó chắc ăn. Ôi sao không lên được vậy? Chào nào. Ok. Phải rất là từ từ và đi cẩn thận, chứ không là sấp mặt. Oh my god, rất là cao luôn các bạn ạ. Nơi đây là cái nơi mà mình thấy là rất là chóng mặt và cảm giác buồn nôn xuất hiện xung quanh đây.
Đùa tí thôi các bạn ạ. Mình không buồn nôn đâu ha. Đó, mình chỉ hơi chóng mặt tí. Nhưng mà mình vẫn ok ha, mình vẫn có thể bắt cua được. Đùa thôi, mình thì quen cái độ cao thần thánh này rồi. Biết các bạn có quen không thì không biết, nhưng mà mình khá là quen thuộc với cái độ cao này rồi. Đấy, độ cao này thì nếu mà nhìn một tí nữa là ok, đùa thôi. Vâng, đi nào. Cái pha này có vẻ leo khá là lâu. Và tiếp theo là chúng ta sẽ transform qua xe đạp thì phải. Không biết là xe đạp gì đây. Oh my fuck, xem té. Pha này mà té là coi như là đi hơi bị lâu đấy. Nên là mình phải tập trung mình đi ha các bạn. Ok. Bắc cua. Bắc cua. Vâng, còn vài cm là tới chết boy rồi. Gắng lên. Vâng, chết boy ở ngay đây rồi các bạn ạ. Nhảy nào. Vâng. Tiếp theo là BMX rồi. Ui giời. Ui mày thế. Một pha rất là may mắn khi mà mình bẻ lái kịp thời. Hầu như pha nào mình cũng nói là may mắn, tại vì nó may mắn thật. Thôi, sao lại tăng đơ trên đây rồi. Vâng, tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua cái này. Ôi giời ơi. Ôi, chướng ngại vật bắt đầu đóng cửa lại và mình không thể đi qua được. Rồi, nó lại mở cửa ra rồi. Để qua đây nào. Vâng, tiếp theo là chúng ta sẽ biến thành một con Vision. Đúng không nhỉ? Con này là con gì ta? Ở đâu? Con Wagner chứ. Wagner tên trong game ấy, còn tên ngoài game thì mình quên bà nó rồi. Ok. Chúng ta sẽ vượt qua cái chướng ngại vật này tiếp. À, lại té tiếp rồi. Sao mình thấy là có cái gì đó nó không hợp phong thủy với mình ở cái khúc này các bạn ạ. Đấy, coi như là hai lần mình bắt cua qua. Một lần bắt cua bằng cái con xe Lamborghini kia thì cũng không qua được khúc đấy. Lần hai thì bắt cua bằng con Wagner này cũng không qua được. Có thể là chỗ này nó không hợp phong thủy với mình cho lắm. Đó, mình nên cân nhắc khi mà lại té nữa rồi. Đấy, rất là lạ lùng một cách rất là thần thánh luôn. Không hiểu tại sao mà cứ tới chỗ đấy là mình lại té. Đó, không hiểu tại sao nữa. Ok, đi lại nào. Let's go và đi thôi. À hí hí. À, đi qua đây thì đơn giản như vậy mà còn té được thì bó tay mình rồi. Không hiểu tại sao mình lại có thể té được như vậy nữa các bạn ạ. Ok, qua đây nào. Bây giờ xem té. Qua đây. Ôi. Oh my fuck. What the hell? Really? Thần thánh vãi cả trưởng. Oh my god. Một pha fail hóa ra lại thành công. Không thể tin được. Ui giời. Trời ạ. Đây là mình đang bắt cua bằng xe tải khổng lồ ha các bạn. Và các bạn biết là con xe tải này khi mà bắt cua thì cảm giác rất là man rợn và ôi sắp té rồi. Nguy hiểm đến từng lúc từng nơi. Ok rồi, ngon lành rồi. Tiếp theo lại bắt cua đi bộ ha các bạn. Wow. Ôi, phải dù nữa à. Hay đấy. Và bắt cua đi bộ nào. Chúng ta sẽ chạy qua bên đây. Ôi rồi, xong té rồi, tuyệt vời. Một pha té rất là ngu người và bây giờ mình đang bay. Và mình sẽ thử thách mình là bay xuống cái hồ nước kia như hôm nào. Và lần này mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ bung dù và nhảy xuống hồ nước chứ không... Ây, chết ba lại, cái hồ này lại không có nước. Oh my god, thôi bung dù rồi. Ủa sao bằng đây cái hồ này không có nước thế này. Chỗ kia thì có nước kìa. Ok, mình sẽ nhảy xuống đây và mình tắm. Yeah, thành công rồi. Tuyệt vời con mình bịp. Mình đã rơi xuống hồ nước, rất là đẹp. Ok, mình đùa rồi. Chả có gì gọi là hấp dẫn ở trên đấy cả. Bây giờ, ôi. What the fuck? Không bung dù đó là thế nào nhỉ? Hư cấu. Không bung dù cho người ta à? Ok, giờ mới chịu bung này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua bên đây. Ui giời, mình nên đi từ từ lại à. Không nên chủ quan chỗ này. Rất là nguy hiểm. Nguy hiểm rình rập mình ở mọi lúc mọi nơi các bạn ạ. Oh my god. Ok. Nhảy quá nặng. Tuyệt vời. Bắt đầu là chúng ta sẽ lên đây.
ok, chúng ta phải nhảy qua đây như kiểu nhảy trong Sasuke các bạn ạ. Vâng, tuyệt vời. À, tiếp theo là Bakua bằng 3T801 again. Và bây giờ chúng ta sẽ có chướng ngại vật là đi bằng một lốp xe hình vòng cung. Okay. Cảm giác mình đi nhanh thế nhỉ? Không biết là tài nghệ bắc cua của mình như thế nào đây. Liệu có qua được cái vòng cung này không đây? Mình mong là qua được, càng sớm thì càng tốt. Ok, qua được rồi. Và đã qua được khúc này và chúng ta sắp sửa transform qua một cái con ô tô tiếp theo. Và không biết ô tô này sẽ là ô tô gì đây. Vâng, tiếp theo lại là Wagner ha các bạn. Và lần này chứng ngại vật được nâng cấp thêm, đó là nó thêm chứng ngại vật động ở chỗ kia nữa. Có vẻ khó khăn đây. Ok, tuyệt vời. No, đừng có đủn em. Đừng có đủn. Lùi lại. Đúng rồi. Ôi, no. What the fuck? What the heck? Ok, mình lại bay rồi. Và con Wagner này nhìn có vẻ rất là đẹp đẽ. Ok, mình nên spam lại chứ không là mình sắp mặt. Hôm nay theo khá là nhiều lần thì cũng sorry các bạn. Mình thì không muốn theo vậy đâu, nhưng mà mình muốn nhanh qua nhanh cơ. Đấy, nên là mình cố gắng mình đi nhanh ấy. Coi như là dễ té quá. Từ từ. Ok, chúng ta sẽ qua đây và không qua qua bên phải một lần nữa. Rồi, lên đây lại nào. Lần thứ 3 thử nghiệm với cái chỗ này. Rồi, ngon lành. Ok. Rồi, tiếp tục là pha drift qua bên đây ạ. À? Trời ạ. À, sao lắm với pha ôm cua như thế này chứ ta. Rất là gắt luôn. Bé một phát là sấp mặt luôn. Ok, mình sẽ chờ. Chờ cho chứng ngại vật nó động, nó mở cửa cho mình đi. Ok. Rồi, qua đây luôn. Rồi, ok, ngon lành rồi. Qua đây. Ôi, sao chỗ này không đi được? Oh my fuck. Ôi, chỗ này là một thứ gì đó gọi là... gì đấy? Nó không cho mình đi chỗ này. Khoan đã. Chỗ này là sao ta? Có thể là mình phải bay qua bên kia. Ok, lấy trớn bay qua luôn à. Một sống một con bay qua luôn. Ok. Yeah, tuyệt vời, đúng rồi. Hay quá. Tại vừa nãy hét nhiều quá ho. Ok, qua được rồi. Một pha phải nói là cũng khá là hay đấy. Vâng, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục bắt cua đi bộ. Và không biết lần này thì bắt cua nó sẽ như thế nào đây. Nhìn đoạn đường có vẻ rất là gắt. Ôi giời ơi. Ôi đừng có té. Ôi giời ơi, té nữa rồi. Trời ạ, à, rất là gắt luôn các bạn ạ. Rất là khó khăn và rất là gắt. Oh my fuck. Ôi giời, sao dễ té vậy trời. Rất là dễ té luôn các bạn ơi. Khó vãi. Ok. À trời. Fucking. Pha này rất là gắt và rất là khó luôn các bạn ơi. Rồi, dừng lại. Ok, ngon lành rồi. Ok, có vẻ là rất là ngon lành rồi các bạn ạ. Nhảy qua đây. Đúng rồi, tuyệt vời. Ok, mình sắp tới đích rồi. Oh my fuck. Really? Ok, chúng ta nên đi chỗ này rất là chậm rãi. Oh my god. Oh my god, nó cho leo dốc rồi luôn. Oh my fuck. Nguy hiểm vãi, rất là cao luôn các bạn ạ. Mình đang ở độ cao mà phải nói là nếu mà té một phát là không biết là mẹ thành, không biết là có thành cá viên chiên không nữa thì không biết, nhưng mà rất là gắt. Ok, nhảy luôn đi. Gắt thì gắt chứ tôi đùa tí thôi ha. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ bay về đích ạ. À? Ok, đích ở đâu đây? Có thể là chúng ta sẽ bay xuống dưới đây. Đích ở chỗ nào các bạn ạ?
Ôi, đích ở trên rồi. Ok, vậy là đích ở trên. Sorry các bạn ha, mình cứ tưởng cái đích nó ở dưới. Và à, đích ở trên đây. Hay rồi. Chỉ cần việc là chạy qua cái hình tròn này là chúng ta sẽ tới đích. Yeah. Và mình đã xong cái map Bắc Cua Chen From này. Và thời gian của mình là 17 phút 29 giây. Một trong những cái thời gian mà phải nói là khá là được. Ok. Và có thể video của mình đến đây thôi ha các bạn. Thì nếu các bạn thích cái video Bắc Cua Chen From này của mình thì nhớ để lại một like, chia sẻ và đăng ký. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng dưới video này giúp mình ha. Và bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. I feel better.